Nhiều thể người có thể đối mặt với nền nhiệt độ không thể sống được trong 50 năm tới. Một nghiên cứu được công bố hôm thứ Hai ngày 4 tháng 5 năm 2020 cho thấy 1/3 dân số toàn cầu, tức khoảng 3,5 tỷ người, có thể sống trong điều kiện nhiệt độ khắc nghiệt đối với sự sống của con người trong 50 năm tới vì biến đổi khí hậu. Nghiên cứu này được thực hiện bởi một nhóm gồm 5 chuyên gia khoa học và được xuất bản bởi Viện Hàn Lâm Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ, National Academy of Science, cho thấy hầu hết dân cư loài người hiện đang sống ở những nơi có nhiệt độ trung bình hàng năm từ 11 độ C, 15 độ C. Nhưng đến năm 2070, hàng tỷ người có thể sống trong nền khí hậu hiện chỉ xuất hiện ở một vài nơi nhất định, ví dụ như Mecca ở Ả Rập Saudi, nơi có nhiệt độ trung bình là 86 độ F, 30 độ C. Theo tiến sĩ Tim Lenton, một giáo sư chuyên ngành biến đổi khí hậu và khoa học hệ thống trái đất tại Đại học Exeter, Anh Quốc, và cũng là đồng tác giả trong nghiên cứu trên, nếu xu hướng khí hậu hiện tại cứ tiếp tục như thế, hơn 1 tỷ người ở Ấn Độ, 500 triệu người ở Nigeria và 100 triệu người ở khu vực Nigeria và Sudan sẽ sống trong nền nhiệt độ trung bình hàng năm là 29 độ C. Đó là một phạm vi nhiệt độ hiện hiếm thấy ở bên ngoài sa mạc Sahara, nhưng có thể bao phủ 19% hành tinh này vào năm 2070. Nghiên cứu mới không ước tính có bao nhiêu người sẽ rời khỏi nhà của họ để tìm kiếm môi trường khí hậu mát mẻ hơn, mà là có bao nhiêu người có thể bị buộc phải sống trong một thế giới ngày càng khắc nghiệt. Tuy nhiên, từ năm 1990, Ủy ban Liên Chính phủ về Biến đổi Khí hậu IPCC đã tuyên bố rằng khuynh hướng di cư của con người có thể là tác động lớn nhất của biến đổi khí hậu. Một thanh niên đi bộ trên nền đáy khô khốc của một bể chứa nước tự nhiên trong một ngày nóng bức ở Chennai, Ấn Độ, vào ngày 24 tháng 4 năm 2020. Nguồn ảnh RUNSANKAR trên AFP thông qua Getty Images. Giáo sư Lenton cho biết ngoài nhiệt độ môi trường, xu hướng di cư của con người nổi tiếng là khó dự đoán và phản ứng với nhiều yếu tố khác. Người dân có thể không đủ tiền để thực hiện một chuyến hành trình hoặc không được phép vượt biên. Tuy nhiên, ông nói rằng những phát hiện của mình cho thấy hàng tỷ người sẽ phải đối mặt với các điều kiện có thể đẩy họ rời khỏi nhà của họ như sau. Có vẻ như phản ứng tự nhiên của con người chính là khi điều kiện môi trường sống trở nên khó chịu và khó khăn, thì hầu hết sẽ cố gắng tránh xa những điều kiện đó nếu có khả năng. Càng khó mà tránh được, kết luận rằng chúng ta phải xem xét hàng trăm triệu người bị kích động phải di cư, cho dù đó là trong một quốc gia hay giữa các quốc gia với nhau. Và mô hình nghiên cứu của giáo sư Lenton chỉ xem xét về nền nhiệt, một trong rất nhiều tác động của cuộc khủng hoảng khí hậu. Tiến sĩ Maxine Burkett, một học giả và giáo sư về luật khí hậu tại Đại học Hawaii, Mỹ, người không tham gia vào nghiên cứu trên, cho biết những tác động của biến đổi khí hậu có xu hướng trở nên rất phức tạp. Đến năm 2070, một cộng đồng sống trong tình trạng nóng cực độ và liên tục cũng có thể phải đối phó với các yếu tố gây căng thẳng liên quan đến khí hậu khác, như thiên tai và mực nước biển dâng. Giáo sư Burkett nói, chúng tôi đã thấy những điều này xảy ra sau cơn siêu bão Maria. Đây là một cơn bão lớn, xảy ra sau một cơn bão lớn khác, và rồi ngay sau đó kéo theo một đợt nắng nóng. Vì vậy, ngay cả tại những nơi có thể ở được, con người vẫn đang phải đối mặt với nhiều yếu tố gây căng thẳng từ khí hậu. Giáo sư Lenton cho biết nhóm của ông đã tiến hành nghiên cứu trong hơn 2 năm và đưa ra một cách tiếp cận mới để dự báo dựa vào nền khí hậu. Ông đã kinh ngạc với kết quả nhận được. Họ bắt đầu với ý tưởng xem con người như những loài động vật đồng đẳng khác, mà tất cả đều có một điều kiện lý tưởng về khí hậu nơi cư dân mọi loài phát triển mạnh mẽ. Ông nói rằng trong khi con người có mặt ở hầu hết mọi nơi trên trái đất, chúng ta chỉ sống ở một số nơi với số lượng dân cư đông đúc. Xuyên suốt lịch sử loài người, các thành phố lớn hầu như luôn phát triển bên cạnh một vùng đất nông nghiệp màu mỡ và ở vùng khí hậu ôn hòa. Nhưng giờ đây, những vùng khí hậu này đang thay đổi. Một nhà địa lý học nghiên cứu về biến đổi khí hậu tại Đại học California, Berkeley, cho biết các dự báo ngày càng trở nên thảm khốc khi con người thất bại trong việc đề ra các hành động giải quyết vấn đề khí hậu. Ông nói, ý tưởng về nền nhiệt độ trung bình hàng năm chạm mức 29 độ C ở những nơi đông dân cư trên thế giới thật đáng sợ. Những nơi đó ít nhiều không thể ở được, huống chi là vấn đề trồng trọt cây lương thực. Giáo sư Burkett nói, những người sống ở nơi tuyệt địa của khu vực bị tác động kinh khủng này lại chính là những người không chịu trách nhiệm nhiều, không gây ra, đối với cuộc khủng hoảng khí hậu. Điều đó nhấn mạnh không chỉ tầm quan trọng của việc giảm nhẹ tích cực tác động và tăng khả năng thích ứng, mà còn phải giúp chúng ta biết suy nghĩ nhân đạo hơn về những con người đang phải di tản qua biên giới. Nguồn hành tinh Titanic.
哈哈哈，问什么的说呵。